Hello and what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Joker Nguyễn Baby. Yeah, that's right. Thì như tựa đề của video ngày hôm nay, mình là một người không bao giờ bỏ lỡ những cái sản phẩm mới của rapper luôn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái reaction video cho bài hát tên là Hy Vọng của Hustlan Rapper. Và đây chỉ là một cái lyric video thôi, nên là chúng ta không có một cái MV gì cả. Thì thực ra thì vào cuối năm thì cái khoảng thời gian cuối năm thì sẽ có rất là ít gọi là những cái sản phẩm âm nhạc, nên là cái việc mà rapper ra một cái bài hát mới thì mình không thể bỏ lỡ luôn. Và khá là đáng tiếc ở năm nay thì không có chương trình rap Việt, nên là mình cũng không có cái dịp để làm nhiều reaction video. Khoảng thời gian này mà năm ngoái thì mình gọi là rất là tích cực trong cái việc ra video luôn. Thì nếu các bạn chưa biết thì cái channel này đã được gọi là đã được vận hành trong vòng một năm đúng rồi đó. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của mình thì hãy đừng quên để lại một like và một subscribe phía bên dưới nhé. Hãy để lại một like đi, tại vì mình rất là mong là những cái reaction video của mình sẽ lên được đề xuất của bên YouTube. Và mình có để thêm TikTok, Facebook và Instagram, nếu được thì các bạn có thể check qua nhé. Nhất là TikTok, người xem trên TikTok của mình rất là nhiều, mình rất là cảm ơn các bạn. Ok, và hãy qua TikTok và ủng hộ cho tôi đi, nhưng mà tôi sẽ không bao giờ ngưng cái việc làm bên YouTube đâu. Ok, và let's go baby. Và trước khi bấm play cái video này thì như mọi lời nhắc ở mọi video thì always stay hydrated. Đây không phải là quảng cáo gì hết đấy, nhưng mà tôi luôn muốn các bạn gọi là hãy nhớ việc uống nước, chăm sóc sức khỏe của bản thân. Và let's go baby. Để chúng ta coi là thuyền trưởng sẽ đem lại cái gì cho chúng ta đây. Let's go anh hai. Cái này là một cái sample à. Ok. Nhưng mà lúc mà bình tĩnh lại thì lúc mà người ta nhận ra có nhiều cái hy vọng hơn, người ta nghĩ thực sự là người ta cứng rắn hơn là người ta tưởng. Mình người ta sẽ có một cái lớp làm đó, sự mạnh mẽ đó mới là một cái con người hoàn hảo mà muốn hướng tới. Anh biết anh nói đúng hay không nữa, nhưng mà ok. Nếu như là có một cánh cửa để em bay lên trên không trung, con đường trước mắt ánh sáng mông lung. Anh thấy cô nàng mang tên là hy vọng, cô ta bất tử giờ đó chính nhau học sống suy nghĩ để nó khiến đứng lên màu da này nó khiến làm thế. Mà đó thì thật tệ, vấn đề này anh sẽ phải tự vệ. Ngày mai đã làm sao không biết, không còn thấy nó mặc kệ. Anh chưa muốn phải gặp mặt thằng chết, vấn đề đã gần hết, anh chỉ muốn chơi lại để tập kết. Anh biết bởi vì sống với tương lai chứ không phải ngoảnh lại đắm chìm vào quá khứ bị tìm vết. Tiếng vị gầm như là thần chú, phần con ở bên trong là thứ tôi gầm rú. Phần người ở bên cạnh thiên thú chỉ mất một cái em thấy đi ra vu mọi thứ và như đang mơ màng. Chỉ là khó không muốn bị bỏ lỡ ánh nắng cái như đang xuyên qua từng tán lá, giống như là lòng người cũng có những kẻ hở. Baby cửa phòng không khóa, tâm trí của anh thì đã đông đá rồi em. Bởi nơi trong anh thì chỉ có tối và đen, chẳng có gì em để có tối nhìn xem. Vẫn còn đang uống cảm giác là ham muốn, giống như là cảm thấy có một thế lực ban xuống. Anh chính là một cảm hứng để cho anh lại sáng tác thêm một bài nhạc lôi cuốn. Anh chỉ là sự thử thách khiến không có tự cắt theo đuổi để có những gì anh muốn. Cuộc đời không thể vào giờ anh xuống, lên đường nào anh uống một tay lấy một bông màu xanh cũ. Cuộc sống của anh mỗi ngày thay đổi. Damn. Shit. Wow, giờ tôi mới để ý là cái video này chỉ có 2 phút hơn thôi, 2 phút mấy thôi. Wow, thật sự là tôi rất là bất ngờ với cái type beat của cái bài này nha. Một lần nữa thì cái gu âm nhạc của rapper và cái cách mà rapper sử dụng xử lý những cái type beat của mình rất là tốt luôn. Mà đây là một trong những cái điều mà tôi cực kỳ thích của rapper. Đây là một lời khẳng định là rapper không chỉ làm nhạc mumble và không chỉ là mumble rap. Ok, wow, rất là hay. Shit, nghe rất là xịn luôn á. Cái sample này nghe xịn vãi. Tính ra cái sample cái tiếng cái này cái gì, violin violon gì hả, tôi nghe hoài luôn trên TikTok luôn á. Nhưng mà ngoài quán cà phê nữa
lần đầu tiên mà tôi nghe có một người rap trên cái side beat này. Shit, xịn quá. Let's go. Xương qua tầng lá giống như là lòng người cũng có những kẻ hở, baby cửa phần không khóa. Tâm trí của anh thì đã đông đá rồi em, bởi nơi trong anh thì chỉ có tối và đen. Sẽ có gì em để có tới nhìn xem, vẫn còn đang uống, cảm giác là ham muốn. Giống như là cảm thấy có một thế lực ban xuống. Anh chính là một cảm hứng, để cho anh lại sáng tác thêm một bài nhạc lôi cuốn. Anh chính là sự thử thách khiến không có thử cách theo đuổi để có những gì anh muốn. Cuộc đời không thể một giờ anh xuống, ly rượu nào anh uống, một tay lấy một bông màu xanh cũ. Cuộc sống của anh mỗi ngày thay đổi như màn hình của Android, buồn vui và giận dữ. Một cái đội khác hay là một cái phổ nhạc, anh nghĩ rằng người sáng tác sẽ không bao giờ cạn chữ. Anh sẽ lột xác biến thành một con người khác, vui vẻ và chăm chỉ sẽ không bao giờ lười nhác. Mỗi ngày đang thả lên flow tôi như dòng thác, ở trên đêm khuya thì tự nhiên nào mà còn phát. Slap. Slap. Yeah. Woo. Shit. Má nghe không đã luôn á. What the fuck? Come on. Come on anh hai. Rapper anh tới nè mày. Oh man. Nghe không có đã gì hết. Thật sự là mình muốn cái bài này kéo dài hơn tí xíu nữa. Chắc tầm 3 phút mấy 4 phút thì nghe nó sẽ đã hơn. Thì như mình nói rồi đó, thì đối với mình là rapper là sẽ luôn là một trong những cái rapper mình rất là yêu thích ở cái thời điểm hiện tại ha. Tại vì ngoài cái việc mà mình cảm thấy thích cái gu âm nhạc của rapper, thì ngoài cái việc đó ra thì những bài hát của rapper mang lại cho mình rất là nhiều cảm xúc. Mình không biết là các bạn thế nào, nhưng mà đối với mình thì cái cảm xúc mà của từng bài nhạc của rapper đem cho mình thì nó rất là kiểu rất là hype luôn, nó rất là đỉnh luôn. Thì đó là một trong những điều mà mình cực kỳ thích của rapper luôn. Và đó là cái reaction của mình cho cái sản phẩm này. Thì chắc là tới đây thôi, tại vì cái reaction tại vì cái bài hát thì nó quá ngắn. Nhưng mà nói là mình thực sự là muốn cái bài hát này nó dài hơn, nhưng mà mình đâu phải là chủ tác giả đâu. Ok, và mình rất là mong là mình đã đem lại một cái năng lượng gì đó tích cực cho các bạn. Và hãy đừng quên để là một like nhé, tại vì thực sự là rất là cần cái sự tương tác của các bạn ở cái thời điểm này. Ở thời điểm hiện tại thì cái sự tương tác ở trên YouTube mình nó rất ít, và dường như là ai cũng đang bị bóp lại phần tương tác hết, và cái channel của mình cũng vậy. Và thì mình rất là mong là luôn luôn sẽ nhận được cái sự ủng hộ từ các bạn. Và cái reaction mình đến đây thôi, hẹn các bạn ở cái reaction video tiếp theo. Nếu được thì các bạn có thể check qua cái channel TikTok của mình nhé. Mình luôn luôn đăng những cái đoạn shortcut trên đó, thì rất là mong các bạn luôn sẽ ủng hộ mình. Và cái reaction mình đến đây thôi. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật vui vẻ, và hãy tận hưởng những cái niềm vui, những sự tích cực xung quanh chúng ta. Ok, và hãy luôn uống nước nhé. Always stay hydrated. Hashtag always stay hydrated. Ok, và cái reaction mình đến đây thôi. Hẹn các bạn ở reaction video tiếp theo. Okay, peace and I'm out. Bye guys. Đừng có quên nhé, đừng có quên những gì tôi nói nhé. Like và subscribe đi, ok? Yeah, bye guys.